Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ nhận định để phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Villarreal và câu lạc bộ Liverpool. Đây là trận đấu thuộc trận bán kết lượt về của đấu trường UEFA Champions League của hai đội. Và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 4 tháng 5 và các cầu thủ Villarreal sẽ tiếp đón Liverpool trên sân nhà. Tuy nhiên theo đánh giá của nhà cái thì các cầu thủ khách Liverpool trận đấu này là những người được đánh giá cửa trên và sẽ chấp chủ nhà Villarreal với mức kèo là 0.75. Mức kèo cũng có thể tăng là một trái và hạ xuống còn là 0.5. Mức tài xỉu trận đấu này là 2.75, 3 trái và 2.5 tùy theo kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Thì mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Di Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình nhé. Mình có để đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần bình luận ấn vào cái đường link màu xanh, sau đó các bạn đăng ký là xong. Và ngoài ra thì mình cũng có up một số video nhận định khác trên kênh Di Soi Kèo số 1. Thì các bạn có thể là qua kênh đó để các bạn tham khảo thêm về những kèo bóng khác nhé. Trong quá khứ thì Villarreal và Liverpool có 3 lần gặp nhau. 3 lần gặp nhau đó thì Villarreal thắng 1 và thua 2 trước Liverpool. Ở trận lượt đi thì Liverpool đã giành chiến thắng trước Villarreal trên sân nhà của mình với tỷ số là 2-0. 5 trận thi đấu gần nhất của Villarreal thì Villarreal thắng 2 và 1 và thua 2. 5 trận thi đấu gần nhất của Liverpool, Liverpool toàn thắng cả 5 trận. Và ở trận đấu này với mức tỷ lệ thế này thì mình chọn cửa đội chủ nhà Villarreal trong này. Vì sao? Có thể trận đấu này Villarreal bị nhắc của dưới, tuy nhiên thì Villarreal họ cũng không phải gọi là hoàn toàn quá yếu đối với Liverpool đâu. Thứ hai nữa, trận đấu này Villarreal có điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba nữa thì nếu như trận đấu này mà hai đội có hòa nhau thì chúng ta chọn cửa Villarreal, chúng ta vẫn thắng kèo. Trận đấu này các bạn an toàn thì các bạn nên lựa kèo Villarreal được chấp một trái mà các bạn đá. Nếu như có thất bại trước Liverpool với cách biệt là một bàn thì chúng ta chọn cửa Villarreal, chúng ta vẫn không thua kèo. Với lại là ở trận lượt đi thì Villarreal họ đã để thất bại cách biệt hai bàn rồi, cho nên là ở trận lượt về này đá cho sân nhà thì họ sẽ thi đấu với tinh thần không có gì để mất. Và biết đâu thi đấu với tinh thần như vậy thì Villarreal họ sẽ đá bại được Liverpool thì sao? Khi mà lần gặp nhau gần nhất trên sân nhà của Villarreal thì họ cũng đã giành chiến thắng trước Liverpool với tỷ số là 1-0. Đối với Liverpool, nếu như trận đấu này mà có thất bại trước Villarreal với cách biệt là một bàn thì cũng không ảnh hưởng gì đến tấm vé vào chung kết của Liverpool cả các bạn. Cho nên trận đấu này bạn nào tin tưởng mình ưu tiên đi cửa chủ nhà Villarreal được chấp một trái chỗ này. Ít nhất thì Villarreal sẽ có được trận hòa trước Liverpool hoặc là chỉ thất bại với cách biệt là một bàn thôi, chứ mình nghĩ sẽ không thua kèo các bạn. Mức tài xỉu trận đấu này là 2.75, 3 trái và 2.5. Thì những lần hai đội gặp nhau ở sân Liverpool á, thì thường là thấy cũng từ 3 bàn trở lên. Tuy nhiên thì Villarreal đá sân nhà thì họ đá rất là chắc. Với lại lần gặp nhau gần nhất trên sân nhà thì cũng chỉ có vỏn vẹn một bàn thắng được ghi mà thôi. Trận đấu này Liverpool họ cũng không cần thắng Villarreal đâu. Họ chỉ cần không thua Villarreal với cách biệt là một bàn là họ sẽ đi tiếp rồi. Cho nên là mình dự đoán trận đấu này có thể là hai đội sẽ hòa nhau không mà thắng, hoặc là 1-0 như vậy cho Villarreal. Bạn nào tin tưởng mình nữa ưu tiên đá cửa xỉu 2.75, hoặc là các bạn lựa xỉu 3 mà các bạn đá. Nếu như có nằm trước một bàn thì các bạn nên vào xỉu mạnh nha. Mức hiệp 1 thì cái mức kèo chấp là 0.25 và tài xỉu là 1.25. Hiệp 1 thì các bạn có thể là ưu tiên đá cửa xỉu 1.25 được rồi. Và có thể là hiệp 1 hai đội sẽ hòa nhau không đều. Các bạn có thể là đá nhẹ chủ nhà Villarreal cũng được, nhưng mà hiệp 1 các bạn đá xỉu 1.25 mình thấy rất là thơm. Tóm lại trận đấu khuyên các bạn chọn Villarreal và đá xỉu. Ở hiệp 1 cũng vậy. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Chúc bạn may mắn nhé.